299天. hai vị mới đi từ từ thôi đây là cách nói lịch sự thường nói với khách hàng lão chính màn Láng quầy chính mạng dẫu. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chưa kịp quét tước dọn dẹp. Mấy lái đất chí đã xảo sâu sử. Phố người hoa. Khóa rấn chia. 并且还是个盖板的三水很左边会有个地下停车场用手机拍下来搞有一些几乎都没使用过 录开玩笑耐监控最上面一层录大咖其他东西衣服卷头传统衣服 cảm giác tay rất tốt số còn cần cái gì 还需要什么? kiểu dáng khoản kể cũng phải ngược lại cũng phải đào野 độ dài vừa hay Tráng tủ căng khảo. Rất thích hợp với em. Hẳn sự hợp nỉ. 190.000 Việt Nam đồng. Nguyên văn là 19 vạn Việt Nam đồng. Sứ chiếu vài Việt Nam tuần. Chuyên tâm lựa chọn. Trang xin theo. Thật hay giả đấy? Thật là giả Người Đài Loan. Thái Hoan Nhân. Sau này sẽ có dịp gặp lại. Hậu hội hiểu chi. Đi từ từ thôi. Mạn dẫu